Chân thật xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ dẫn cô bác anh chị và các bạn đi chợ mới Long Thành, chợ đầu mối. Đã đến chợ đầu mối luôn rồi. Túi người ta bán nhiều quá, đi chợ đồ mối các bạn. Để cầm bằng giá sẵn hết luôn. Bên kia người ta cũng bán, bên thì người ta cũng bán đông nha. Người bán dạo cũng có luôn nha. Hay là người ta ở vườn người ta hái vào đây người ta bán các bạn. Tôi đố thì là chợ đồ mối, ta hái từ vườn ta vào đây ta bán, ta bỏ mối, không phải là chợ nha, ta bán đây chợ thì họ nhóm họp khoảng 8 giờ người ta dẹp hết nhưng cô chú chị. Bên này ao rồi, để tí em qua bên đây em quay có những gì, đi bên đây trước nha. Đồ để rất nhiều không có gì. Bắp là lột sẵn luôn nha. Bông gòn 80 ngàn một ký, cam 10 ngàn một ký. Bắp chuông Đà Lạt, sồi keo. Củ kiệu, ôi này, hành gì mà to dữ ta. Hành là đó không thấy. Chuông Đà Lạt. Đó. Bên đây là chợ rau cô chú anh chị, còn chợ cá là ở bên kia nữa nha. Đây là rau rồi tươi,
còn cá hải sản là nó bên kia. Cá chữ lộn, chữ chờ, chữ chờ chữ lộn luôn rồi, ở gặp chữ lộn, đây là nóng rồi về măng nha, nóng măng, đây nha, đây là ngoài chợ nha, ngồi xem bên đây có những gì không các bạn? Nóng này nóng quá trời luôn. Cũng kẹt xe rồi, xe đi qua đây. Đây là số là gạo với hành đập không nha, như là bên kia là mới có khóm cái cây rồi. Thì có bác thu luôn. Xe càng nhưng mà giờ này là nó cũng chuẩn bị tan rồi á, thấy xe lớn nó vô nó lấy đồ đi rồi. Sao mà chuyến giữa này nó có những gì, này có dép bán vô đây luôn, nhưng mà đa số ở đây là bán nhiều mặt hàng tùm lum hết trơn, người nó chợ đồ mối, người ta bỏ mối ra những sập nhỏ nhỏ, đồ tươi nhỏ nhỏ, đa số là khu vực này là ra đây lấy hết nha, hay nhiều lắm, bán đủ loại hết. Đi xung quanh đây là nó không có gì mấy, ra dẹp nhiều lắm, nhiều sạp nó đủ hết. Nhiều chỗ cũng hết rồi. Ít chứ. Where?
đa số là đây là người ta ra lấy đem về nó bán gì, người dân tới đây ta mua thế vậy ta nhà ăn nữa, ngoài bán nhiều lắm. Đây bán đồ rất rẻ nha cô chú anh chị. Làm này rất nhiều. Là YouTube. Dạ. Đây bán đồ nhiều nha cô chú. Hôm nay nhìn cho cây nha. Nhiều lắm, người ta đa số tôi bỏ mối không à, bán lẻ cái này vô bịch hết rồi. Vô bịch nhưng mà có người ta lấy rồi nó với túi. Hoang vô bịch bịch hết, người ta lấy rồi. Thấy cũng rẻ nha, cam cũng 10.000 nè. Chú chắc mua ký hay ký cam về rất uống quá. Không có lửa quá trời. Chợ rau bên đây tới đây là hết rồi nha. Mình đi qua dẫn cô chú anh chị qua chợ cá đi, cá hải sản đi. Đây đi xem món trước này nó có những gì. Xong mình đi qua chợ cá không? Ngoài này nó cũng bán luôn nè, ngoài đường lớn lớn nè. Lộ lớn rồi, lộ trước chợ Long Thành.
Bánh đa là đa số là bánh trái cây rồi nè. Đi vô chợ cá coi chú anh chị, đầu này ta vẫn bán trái cây quá trời, vô chợ cá đầu tiên là sạc thịt heo bò nha, heo bò kẹt xe quá. Đây chúng qua bên kia mà nó kẹt đường quá không qua được. Vậy bên đây cứ dạo vòng ra quay vô thấy đúng thiệt nha. Một gần 35 tí. Hơi ồn nha, hơi ồn nha. Cứ chị này ồn không cảm nha. Chợ người ta rau bán ồn lắm. Tết nha, này là Tết xong nha, Tết xong chứ không phải Tết nguyên nè. Yeah.
đây là chợ cá sản. Không biết là có còn nhiều không? Chợ này có bán tôm nè, kẽm, cá chiên nè, vẫn nhiều không? Chiên tôm, cá nâu, cá căng, cáp. Đây vẫn còn cá biển à. Ra thì đa số nhà lồng chỉ bán đồ khô thôi, đồ cá hải sản đồ tươi để ra ngoài này hết, trong nhà lồng không có gì nữa các bạn. Đồ cuối bên chợ cá hải sản này quay lại nó lên đây nãy đi có một nữa, nó bán hai bên đường nữa. Bên đường kia nó bán thịt heo nhiều lắm nha mọi người. Tiếng qua bên kia quay thôi nha. Nó quên nó xong rồi nãy mình đi trên bờ trên cặp nhà lồng. Đây là cặp nó xong ở đây mình bán thịt này. Bên kia là trong nhà lồng, có nhà lồng nuôi ta không bán nhiều lắm, tôi ra ngoài không bán nhiều, làm một bán xe người ta vô dân tết đi, chủ bán trong đó bán cá rồi, ngoài này bán nhiều. Đang nhiều chỗ người ta hết thời gian tôi về bán là bên đây bán đầy luôn á, hết như vậy về. Được trước rồi có nói gì không các bạn? À,
sữa, bên đây cũng ngọt mà khá nhiều hết. Một quán cà phê đồ ăn rồi. Đây là bán trái cây những gỗ quà nè. Đây. Xui